không rồi à Hiền? Hiền ở đây tí nữa thứ nhất là xem cái khâu chuẩn bị, thứ hai là đổi cổ tay con dao thị trường. Khách của Giang có gội đầu không? Nãy mình chẳng nghĩ ra còn cái mai kiên nhỉ? Ừ thì vừa có khách body nhưng chị không nhận. Chị đẩy rồi, hai khách body chị đẩy xuống ấy rồi. Ờ vừa nãy không. Cái khác cơ. Thank you.
Vậy nhá. Thank you.